bây giờ một nhạc phẩm nữa. Wow, cái bài này nó đặc biệt. Cái này phải ngồi mà nín thở. Nín thở và cái bài này ôm là tim tất cả quý Quỳ vị cũng yêu, vậy. Yêu Quỳ Hương mê bài này không phải từ Việt Nam, Quỳ Hương qua đây Quỳ Hương mới nghe. Mà bài hát này khi mà Quỳ Hương đọc về bài hát này, tìm hiểu về bài hát này mới biết được bài hát này ra đời năm 1940, có nghĩa là 82 năm rồi. 82 năm thưa quý vị, có nghĩa là cho tới bây giờ bài hát này vẫn được nổi tiếng, sẽ còn tiếp tục nổi tiếng hết trăm năm này đến trăm năm kia. Chắc mình không cần giới thiệu. Dạ. Mà một tuần á, thường thường là buổi sáng, sáng nào mà dậy sớm á, mà có vẻ là được thảnh thơi, đi biển về mà thảnh thơi, uống hương thì muốn cà phê, nhưng mà uống trà, mà ngồi trà để ngắm xanh, trà xanh mà có trộn gạo lứt giang. Nhắc kỹ quá. Thì ngồi ngoài vườn thì lại mở bài này. Một, phải nói nghe cái bài này nghe hoài không chán. Hương nghĩ rằng quý vị cũng vậy. Thôi bây giờ mình khỏi giới thiệu bài hát nhé. Vâng, mời bạn nghe. Thank you.
chanter.